Má đầu tiên là lúc 18 tuổi à? Còn má nhiều lần sao là mấy tuổi? Hôn cái thứ hai năm 27 tuổi. Trời đất, là sao? Có nghĩa là em hôn xong rồi 9 năm sai mới hôn cái nữa hả? Đây là chàng trai còn nguyên vẹn. Em sao hồi đó giờ em có ai hôn em chưa? Dạ chưa. Em đâu có dễ hôn. Chưa hôn má hôn mô một cái nào hết trơn luôn hả? Sao giỏi dữ vậy trời? Cặp đôi chim tiết. Em tên là Hồng Trinh. Hồng Trinh, dạ. Trinh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 21 tuổi. Em sắp dập tắt chị rồi đó. Hiện tại giờ em đang làm ở đâu, làm công việc gì? Dạ, hiện tại em là sinh viên năm cuối khoa báo chí. Hồng Trinh, sinh viên báo chí hả? Rất là năng động đây. Tôi sẽ mời một chàng trai để xem bạn ấy đến từ đâu và bao nhiêu tuổi, làm nghề gì. Xin mời. Mời bạn ngồi. Nhìn là biết ga lăng rồi hả? Hoang hoang cho em hỏi ngang, cái ga lăng là ga lăng sao? Mới bước ra sao biết ga lăng? Một chút bạn sẽ biết. Thấy rồi bạn biết ga lăng liền. Tôi xưa gì chưa bao giờ tôi đi đâu mà tôi cầm cái này. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Lê Trương Đoàn Nguyện ạ. Hôm nay bao nhiêu tuổi bạn? Dạ năm nay em 30 ạ. 30 tuổi, làm nghề gì? Hiện giờ em đang làm nhân viên văn phòng. Bạn vừa đẹp trai nè, thấy là rất ga lăng nè. Tôi thật sự tôi không tin bạn. Không tin bạn đến đây để tìm một nửa của mình. Dạ, tại vì em rất là nhát. Nhát hả? Nhát là sao? Sợ gặp con gái là run rồi. Không... Nhát gái rồi. Cái lại thật thà quá. Cái gì hỏi cũng trả lời hết trơn. Đôi khi gặp rồi kể hết chuyện bản thân gia đình, cái người ta sợ là chẳng tiền. À cái này hay nè, cái này tôi hỏi nè. Tôi với Cát Tường đang bàn với nhau là có nhớ nụ hôn đầu đời hay không? Và nụ hôn đầu đời nó như thế nào? Anh ơi em mới hôn má à. Mới hôn má hả? Ủa sao hôn má rồi sao mà không lợi dụng thời cơ mình hôn kia luôn? Tại hôn má xong rồi cái rung quá không biết làm gì hết. Trời. Cảm nhận hôn má lần đầu tiên thế nào? Lúc đó em bao nhiêu tuổi, cái nụ hôn bao nhiêu tuổi mà rung? Hôn má đầu tiên là lúc 18 tuổi à. Còn hôn má nhiều lần sao là mấy tuổi? Hôn cái thứ hai năm 27 tuổi. Trời đất, là sao? Có nghĩa là em hôn xong rồi 9 năm sau mới hôn cái nữa hả? Cái là đó giờ hôn có hai cái hôn má rồi hả? Trời ơi, đây là chàng trai còn nguyên vẹn. Rồi bây giờ em định chừng nào em hôn má cái thứ ba? Dạ, đang cố gắng có cơ hội thì thêm cái nữa. Còn bạn nữ kia sao bạn? Em sao hồi đó giờ em có ai hôn em chưa? Dạ chưa. Em đâu có dễ hôn. Chưa hôn má hôn mô một cái nào hết trơn luôn hả? Dạ. Có bạn trai chưa? Chưa. Sao giỏi dữ vậy trời? Cặp đôi trinh tiết. Bây giờ thẳng tôi hỏi luôn, bạn quan niệm thế nào về sống thử trước hôn nhân? Theo quan điểm của em á là thương nhau thì mình giữ gìn cho nhau cho đến cái ngày cuối cùng luôn. Cái này quan trọng nè. Bây giờ khi yêu là phải giữ gìn cho nhau, nhưng mà khi biết người yêu đã từng có mối tình trước đây rồi thì có giữ gìn nữa không hay là xả láng? Dạ quan điểm của em là vẫn giữ cho tới ngày cuối chị. Bây giờ lúc đó người ta không muốn giữ nữa rồi sao? Cố gắng giữ, còn nếu giữ không được thì đành chịu. Vậy còn em quan niệm như thế nào? Em thích cái người bạn trai của mình sẽ như thế nào? Mẫu người mà em thích là cao khoảng 1m7. Cao bao nhiêu? Em cao có 1m55. Em cao 1m55 mà em đòi chỉ 1m7 dữ vậy? Tại em thích người cao hơn em cái đầu. Nghĩa đen, nghĩa bóng luôn chị. Rồi sao? Cao như ôm nhách được không? Không, nhìn có da có thịt một chút. Đừng trắng quá, da ngâm ngâm là được. Trời ơi, thích trắng quá bạn. Kỳ à? Vậy trắng tốt chứ. Hả? Thôi vậy em. Trắng nhìn công tử lắm chị. À, thích cái vẻ như dạ. là không thích công tử đó không? Dạ. Đặc biệt là đừng có dê. Em thích con trai mà đòi hỏi. Bạn có dê không? Em dê em đâu có ế đâu anh. Tại sao bạn biết là người ta dê? Dạ giống như em thấy bạn em mới quen mà nó đòi hỏi bạn gái nó này kia. Đòi hỏi cái gì? Này kia là cái gì? Nắm tay hay hôn gì đó, em không thích dạ. Vậy. Ủa vậy là dê hả? Dạ. Vậy em sao dê? Người ta xin thôi mà, người ta xin thôi, mình không cho là thôi. Dạ đó thì được, còn sướng tới là em chịu. Bây giờ quen nhau bao lâu thì được hôn? Khi nào em cảm giác an toàn thì em cho hôn. Tại sao là an toàn? An toàn ở chỗ nào?
khi nào giống như đừng đòi hỏi để em tự nguyện. Có nghĩa em hôn người ta thì được mà người ta hôn em là không được. Hơi căng này nha, hơi căng à. Tôi hỏi bạn là vậy tiêu chuẩn của bạn gái bên đó như vậy, tiêu chuẩn bạn như thế nào? À, em thích mẫu phụ nữ truyền thống. Truyền thống? Dạ. Nghĩa là lúc nào mặc áo dài hết? Dạ không, truyền thống nghĩa là thích nội trợ, thích công việc, thích cuộc sống gia đình, rồi không có sống phóng khoáng quá. Giống như em có một số nguyên tắc. Nguyên tắc của bạn là như thế nào? Không xả rác ngoài đường. Không xả rác. Gì nữa? Tuân thủ luật giao thông. Gì nữa? Không gây rối trật tự công cộng. Ba điều kiện này ế là đúng rồi. 30 tuổi mà sao tôi nghe nó chịu tưởng đâu 80 tuổi vậy. Trời chị coi cái nghe em. Trời ơi cái gì mà quá rồi. Đương nhiên cái luật lệ giao thông ai cũng chấp hành cho ông mà. Được cái bó hoa là có điểm thôi đó, còn như là mất điểm hết rồi đó. Không xả rác ở trong nhà được không? Dạ em không xả ngoài đường, em đem về em bỏ thùng rác. Vậy hả? Trời đất ơi. Cái từ là coi như là không có cái tiêu chuẩn nào là không được á. Người đó đối với chị là không được, nhưng mà chị nghĩ đối với em là được. Tại chị thấy hai người có vẻ hợp gu với nhau lắm. Thế anh coi thử thế nào, bên đây đẹp trai lắm nha. Hồi hộp, thở ra không vậy? Dạ rung. Rung hả? Chào anh. Anh thích người nào có bụng rùi ở đây nè. Rất ấn tượng. Duyên dáng. Duyên dáng. Dễ thương. Có bộ hôm nay em đi đúng ngày đó. Em ngồi đúng hướng. Em thích gái đẹp không? Em sợ cái này. Cái này sao sợ? Tại vì gặp gái đẹp không biết nói gì hết trơn. Vậy thôi đó hả? Dạ. Ta sẽ gặp nhau. Nào xin mời. Màn đầu kéo lên. 2 phút. Bắt đầu. Chào ạ. Chào em. Dạ. Tặng nha. Cảm ơn ạ. Thì nó nhát gái, gặp cái thằng bông liền. Tin có hỏi gì anh không? Anh có cảm nhận gì về em? Em dễ thương. Em thấy anh sao? Dạ. Em thấy anh hiền. Dê trắng. Chết rồi. Để anh đi tắm nắng. Anh thấy anh có dê không? Vậy chắc không có về đâu. Quê anh ở đâu? Anh người thành phố, nhưng mà anh thích miền Tây. Anh hy vọng có dịp anh chở em về quê. Thì chở liền chứ không có gì nữa. Chở liền. Không có dịp nào nữa trơn á. Mặt xanh lè ông nội ơi. Trời ơi. Mặt nãy tới tôi về xanh lè rồi. Đúng rồi nha, gái gặp gái mặt xanh lè nổi. Sao bạn? Và bây giờ các bạn sẽ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ và quyết định nhấn nút hẹn hò hay không. 3 2 3 1 Các bạn không thấy đâu. Ở đằng sau bấm liên tục rồi khánh. Bấm cái nút luôn. Rồi thôi mời em ra đây. Nhìn mặt là biết rồi. Giờ sao chút xíu nữa mình chở nhau về Vĩnh Long luôn ha. Lý do tại sao bạn nữ đồng ý về hẹn hò với bạn nam? Dạ, em thấy anh không có dê với lại nhìn an toàn. Coi như thích rồi là cỡ nào cũng được hết trơn. Rồi, 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 chúc mừng anh hẹn hò ở đây. Em tên Nguyễn Văn Thắng. Nguyễn Văn Thắng, nhiêu tuổi? 28 tuổi. Làm nghề gì? Em làm IT. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra. Em tên gì? Dạ em tên Dương Thúy Vi ạ. Dương Thúy Vi. Dạ. Vi năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 23 tuổi. 23, đang làm gì? Dạ em học trường Đại học Ngoại ngữ Tinh thần Hồ Chí Minh, khoa du lịch khách sạn. Ở bên đây lanh lắm nha anh Linh. Trời ơi. Bên đây khúc vừa đây. Bên đây vô nhìn tôi, nhìn tôi, nhìn lên, nhìn lại chống nạnh nữa. Bạn làm IT bao nhiêu năm rồi? Dạ em làm
4 năm rồi. Bạn hiện nay đang làm công ty hay là làm riêng? Hiện tại thì em đang mới nghỉ ở công ty ra mà em đi nằm ngoài. Nghỉ công ty? Công ty cho nghỉ hay bạn tự nghỉ? Em tự nghỉ. Tự nghỉ lý do? Dạ, em định hướng là sau này có thể em mở cửa hàng hay là công ty gì đó. Mở công ty riêng. Cái này là một khát vọng rất là lớn. Chúc mừng bạn. Hàng ngày công việc của em làm gì? Em tự giới thiệu về mình. Em là cán bộ đoàn hội, tổ chức những cái chương trình cho các bạn sinh viên. Rồi đi từ thiện tới mái ấm nhà mở. Rồi vùng sâu vùng xa vậy đó. Bạn thấy bạn nữ bên kia là sinh hoạt đoàn đội rất là nhiều, nó rất là lanh. Bạn có sợ gặp phụ nữ lanh hơn mình không? Tại vì em thích những người như vậy. Thích những người như vậy? Em là không có lanh gì mấy, cho nên là em thích những người lanh hơn em. Trời ơi, tôi thấy lanh muốn chết mà còn là không lanh gì mấy nữa. Hai người này mà lấy nhau về rồi mở công ty rồi không biết nói hết luôn, nhân viên là ngồi đính khe hết luôn này. Tiêu chuẩn của bạn là bạn gái như thế nào? Em thì người bạn gái là một người năng động, hướng ngoại. Hướng ngoại là thích Việt kiều sao? Bạn có biết hát không? Dạ, em thì biết hát. Biết hát, có thể hát một câu rồi đó tặng bạn bên kia để lấy lòng bên kia. Một câu trong bài hát vì đó là em. Vì đó là em. Không cần biết em là ai, không cần biết em ở đâu, không cần biết làm sao. Ta yêu em băng qua ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận. Yêu em khi chỉ biết đó là em. Đó là hay em đấy. Đó là em, hay đó, đó là em. Cũng hay đấy. Em ơi, chị muốn em nói rõ hơn về cái mẫu người bạn trai lý tưởng của mình như thế nào. Đầu tiên là ảnh phải thẳng. Thẳng là sao? Là không có cong. Là cái gì? Ảnh phải thẳng là sao? Là sao cái câu này? Cái gì kỳ vậy? Cụ thể là không có thẳng, có cong là sao? Ảnh phải mang tính đó chị. Tại vì dạ, cái phạm trù cái câu hỏi tôi hỏi đơn giản mà trả lời nó phức tạp hại não dữ vậy trời. Như là tại vì em bạn bè của em có nói em nam tính. Nên ảnh phải nam hơn em. Chứ mà yểu điệu một tí xíu là không có được rồi phải không? Dạ dạ. Ngoài cái đó ra về vóc dáng. Vóc dáng hả? Hồi lúc trước á là em nói là bạn trai của em á là phải cao 1m7. Tại vì em cao 1m6 nên ảnh phải cao hơn em một cái đầu. Nhưng mà tìm hoài 23 năm nay rồi nên em hạ tiêu chuẩn là cao nửa cái. Nhiêu tuổi? Nhiêu tuổi tìm 23 năm. Hôm nay nhiêu tuổi mà tìm 23 năm cô? Ý là 23 năm chưa có. Trời đất ơi. Nên em hạ tiêu chuẩn xuống rồi cao nửa cái cũng được, tức là 1m65. Dạ. Bây giờ 61 được không? Thế nào ta tốt hết, ta đạt hết rồi, giờ ta từ thiếu có 4 phân không được. Em cho anh mang giày mà độn gót lên tí. Anh thấy tiêu chuẩn đó đường này là cũng khá tốt quá. Bên đây hình như cũng đáp ứng nhu cầu cũng được các bạn ha. Nhưng mà vấn đề bên kia lãng mạn, bạn có lãng mạn không? Em thấy thì em bình thường, không khôn mấy. Tôi thấy quá khôn. Khôn mình tưới nước vô. Phải lãng mạn chút xíu nữa, phải năng động lên nữa ha bạn ha. Không, bây giờ để cho gặp nhau để cảm nhận chứ nói hoài không biết cảm nhận thế nào. Nên anh nhìn trước coi cô ấy như thế nào nha. Kiểm tra giúp bạn trước đó nha. Chào bạn. Dạ chào anh. Bạn cảm nhận như thế nào về người bạn của bạn ngồi bên đây? Dạ cũng được. Cũng được. Anh thấy cũng được. Dạ. Thẳng không? Hả? Cũng thẳng. Không có cong. Thẳng như cái cây vậy đó. Tôi nhìn cũng được á. Cao không? Bữa tôi cao không? Cao không? Cao, bên đây cao. Trên 1m65 không? Để chị coi thử nha. 1m61 mất công tốn tiền độn giày. Cái gì vậy trời? Nhìn tôi mà nhìn một mắt vậy trời. Đúng em cái cây thiệt. Đứng lên chị coi cái cây coi có đủ 1m65 không? Sao xung đột vậy? Cây thẳng đứng không cong chút nào luôn. Thì đúng nhu cầu bên kia. Hơi thiếu ăn đó nha. Nha, bây giờ ăn nhiều chút nha. Ăn nhiều rồi nhưng mà nó không có to được. Mình dây mà. Đúng không ạ? Rồi, được rồi đó. Sit down, liền. Mang giày thấp lắm em, mình độn giày lên được, không sao cơ. Có điều chia bớt bệnh chút thịt. Thôi thiếu thịt. Chuẩn bị, màn đầu kéo lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để cảm nhận về nhau. Và trong 2 phút đó các bạn quyết định xem có đồng ý hẹn hò với nhau không. 2 phút bắt đầu. Dạ em. Dạ chào anh. Em học Ngọc bên báo chí. Dạ không, em học nhà hàng khách sạn. Dạ chào.
Vậy sao nhìn lên trời không vậy? Nhìn thẳng vào mắt nhau kìa. Anh có ngại ra đường nữa nhưng mà tao nói mình là số 10 không? À, anh nghĩ số 10 cũng đẹp mà. Điểm 10 chất lượng đó. À, em thấy anh có đủ thẳng chưa? Dạ cũng đủ. Nhìn sao biết thẳng, nhìn sao biết cong. Hết thời gian mà. Và bây giờ là giây phút lắng động. Chúng ta chỉ có 3 khắc đếm, 3 khắc để mà quyết định xem mình có hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao em lại không chọn bạn trai cái tên? Dạ, bạn làm IT. Em thích mẫu bạn trai là hướng ngoại hơn. Tức là năng động hơn, còn IT thì hơi khô cứng tí. Vậy còn em, tại sao em không chọn bạn gái? À, em có bấm mà sao nó lên.